Trong Phật Pháp thì chúng ta có một cái ngày quan trọng trong đời mình. Nếu mình là người chọn con đường này, đó là ngày mình đi tu, thường được gọi là ngày xuất gia. Xuất gia đó, để nó ngược lại với chữ tại gia. Tại gia là gì? Là những người còn sống trong gia đình. Vậy thì cái chữ nhà này nó mang cái ý nghĩa gì? Chữ nhà này để biểu tượng cho sự ràng rịch, sự rối rắm, sự xoay quần mà không có lối thoát. Bây giờ quý vị thử nghiệm coi phải không? Đi học, lớn lên đi học, lấy bằng cấp, kiếm việc làm, cưới vợ, lấy chồng, sanh con, sanh cháu. Rồi làm gì nữa? Giữ cháu. Hồi đó mình giữ con, giữ cháu. Rồi yếu, rồi già, bệnh, chết. Cứ xoay quần như vậy mà không có cái gì hơn. Chúng ta cứ sống mãi trong một cái vòng như vậy. Mà chưa nói là phải nó thuận buồm xuôi gió, không nói. Nội chuyện đó thôi mà ôi cha, đủ chuyện. Nội cái chuyện lo ăn cho cái người đó thôi mà họ khó dễ là mình cũng mệt rồi. Sanh con ra thì vui lúc nó còn nhỏ đó, mà nó lớn lên chút là bắt đầu rầu. Chừng 13 tuổi là bắt đầu rầu rồi đó. Bây giờ không biết nó đi chơi với ai, nó quen với ai. Mà cái xã hội hiện nay là rầu hơn nữa, là nó cứ ở trong phòng, nó có cái phone, nó có cái laptop, cái desktop gì đó. Rồi nó đi vào trong cái thế giới internet của nó, mình hoàn toàn không biết. Mà nó cứ đóng cửa lại, mà muốn vô phòng nó phải gõ cửa. Mà gõ cửa xong rồi là nó thanh toán hết những nó nghe mình sắp vô tới là nó dẹp hết. Thậm chí phòng của nó mình vô mình dọn mà nó về nó còn cự nữa đó. Nó nói đồ đạc của nó không cần mình vô, vân vân. Nói chung là cuộc sống, chữ nhà là biểu tượng cho một cái gì đó, nó cứ xoay quần như thế mà không có gì hơn. Như vậy thì với cái nhìn của cái người muốn thoát ly nó, cho nên mình mới có cái ý nghĩa là xuất gia. Tức là mình, chữ xuất là mình ra khỏi. Tiếng Anh dịch rất là rõ ràng, leaving home. Leaving tức là mình xuất, home là cái nhà. Leaving home ceremony, ngày đó là ngày mình rời khỏi một cái gia đình. Mà cái gia đình này thật ra thì cứ xoay vần như thế mà không có gì hết. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng muốn mình thành tựu. Thí dụ như cuộc đời mình là mình muốn học giỏi, có bằng cấp, đi làm. Đi làm để làm gì? Để có lương. Lương để nuôi ai? Nuôi cái gia đình mình. Rồi khi nào mà dư giả mới nghĩ tới tha nhân. Chứ còn trước hết là phải nuôi vợ, nuôi con cái đã chứ. Còn dư mới tới bà con quyến thuộc chứ. Phải không? Thành thử ra người tu thì khác. Người tu thì không lo cái đó, không lấy cái đó làm sự nghiệp. Mà sự nghiệp của người tu là làm sao chúng ta đạt tới hiểu biết lớn, làm sao đạt tới thương yêu nhiều, để chúng ta mang hiểu biết và tình thương đó cho tất cả mọi người. Bởi vì khi con người mà chỉ lo sống cho mình thì cái đó gọi là gì? Ích kỷ. Mà còn nếu mà lo cho mọi người là sống cho tha nhân. Vậy cho nên tất cả người tu hay người đời đều có sự nghiệp hết. Người tu không phải là cái người yếm thế, không phải là cái người bỏ đời để đi sống, tìm một cuộc sống an nhàn, thảnh thơi nơi chùa chiền. Mà người tu là người biết sống một cuộc đời không ràng buộc cái nhỏ, để đem đời mình ra cái lớn. Người tu là người không muốn mình chỉ lẩn quẩn xung quanh một mái gia đình. Vậy thì cái chùa có phải là mái gia đình không? Hàng tuần quý vị về với quý thầy là một đại gia đình chứ gì nữa. Mà vì vậy thì quý vị thấy rằng hàng ngày á, mình chỉ điêu với một vợ, một chồng, mấy đứa con thôi mà nhức đầu, tóc bạc hết. Vậy thì người tu á, cái đại gia đình nó còn gấp mấy trăm mình nữa. Người thế này, người thế khác. Nhưng mà tại sao không khổ? Tại vì mình biết được rằng đó là cái ý nguyện của mình. Cũng giống như quý vị lỡ cưới người vợ hay là lấy người chồng mà
Mà trời ơi thì cũng phải cắn răng đất hởi thôi chứ giờ, gặp người trời ơi thì mình chỉ có đất hởi thôi, chứ không lẽ ôi không hợp là bỏ sao? Thôi cắn răng chịu đựng, khi nào già hết răng rồi còn nú cắn. Ráng sống cho tới cái nghĩa là răng long đầu bạc. Đến khi nào mà răng rụng á, bạc đầu á, coi như là cái đó là tình nghĩa đó. Cho nên người Việt Nam mình hay chúc nhau anh chị sống tới răng long đầu bạc. Sống đến khi nào mà răng yếu rồi đầu bạc, nghĩa là một khoảng thời gian dài sống chung. Mà quý vị tưởng tượng biết bao nhiêu sóng gió mới được tới cái ngày răng long đầu bạc chứ đâu phải dễ. Cho nên tất cả người tu hay người đời, cư gia, tại gia và xuất gia, chúng ta đều có cái sự nghiệp của mình. Nhưng mà sự nghiệp của người tu là học được cái pháp thương yêu hiểu biết. Nói cho cao siêu trong danh từ Phật học là gì? Trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ muôn loài. Còn nói cho gần gũi chút đi, mình thành tựu được cuộc sống thảnh thơi, rỗng rang, tự tại, trí tuệ, từ bi, thương yêu, hiểu biết, để mang ánh sáng này đến cho tất cả mọi người. Mình không có bị ràng buộc cái nhỏ thì mình có thời giờ mình lo việc lớn. Chứ còn không ai mà không lo. Cuộc sống này không có người nào rảnh rỗi hết, người nào cũng làm dữ lắm. Nhưng mà mình so lại cái một cái việc làm của một người tu và một làm của một người đời, thì việc làm của một người xuất gia việc nhiều hơn. Còn mình làm cho một cái đời, một cái mái gia đình mình thì nó chỉ lẫn quẩn bao nhiêu việc. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đã chứng kiến được Ngài ở trong cung vàng địa ngọc mà, thì cái vui thì Ngài quá chừng rồi, Ngài đâu có thấy cái khổ. Nhưng mà thiệt sự Ngài có thấy, nhưng mà thấy không nhiều thôi. Ví dụ Ngài không có thể Ngài không thấy được cái nghèo, có thể Ngài không thấy được cái khác, chứ còn cái chuyện mà già là phải có thôi. Bộ vua là không già sao? Và làm thái tử rồi không bệnh sao? Rồi trong hoàng cung không có người chết sao? Cho nên Ngài thấy hết. Nhưng mà nó chưa đánh động tới cái tâm thức của Ngài. Hay là nói cách khác là Ngài phải đặt ra câu hỏi, cái này là cái gì? Để chi? Để nhắc nhở chúng ta đừng có quên cái đó. Cái này là cái nó xảy ra cho tất cả con người chúng ta. Cho nên khi mà Thái tử đi dạo bốn cửa thành đó, Ngài gặp một cái người già, Ngài hỏi. Ngài hỏi là cái này là ai vậy? Thái tử mà hỏi chuyện ngộ, cái chuyện đó đâu phải Ngài không biết. Ngài hỏi lại là để nhắc nhở mình đó, đừng có quên. Đừng có quên là mình già nha. Cho nên cái người hầu nói, dạ thưa Thái tử, đây là một người già. Thái tử hỏi lại, người già là sao? Người kia nói, già là khi nào răng rụng, ăn không biết ngon, mắt thấy mờ, chân đi yếu, da nhăn, gọi là già. Đau hiu đó. Rồi xong rồi Thái tử mới hỏi lại, vậy thì chỉ có một mình người này già hay tất cả đều già? Thì người hầu nói, dạ thưa Thái tử, hễ là con người có trẻ rồi phải có già, rồi đây Thái tử cũng sẽ già giống người này. Rồi đi một đoạn nữa gặp một người bệnh, đây là chi? Nói, dạ thưa, đây là người bệnh. Bệnh là gì? Bệnh là khi cơ thể không còn đủ sức chống cự đề kháng thì bao nhiêu những cái vi trùng bệnh tật nó đi vào. Chỉ người này bệnh hay là tất cả đều bệnh? Dạ không, ai cũng phải bệnh, Thái tử cũng phải bệnh. Vậy thì thưa đại chúng, là khi Thái tử hai mấy tuổi, không lẽ từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cảm ho? Phải có cảm ho chứ, phải không? Vậy thì Ngài đã biết bệnh chưa, mà tại sao ra cửa thành lại hỏi? Vậy thì hỏi cho ai? Hỏi cho tất cả chúng ta. Chúng ta vẫn già, vẫn bệnh mà mình không có nhớ. Mình tưởng là mình lột dên sống đời, khỏe hoài không bệnh. Cho nên mình nhau tranh đấu dữ lắm, lấn lướt dữ lắm. Chờ hỏi như vậy đó. Rồi đi một đoạn nữa thấy một người nằm trơ ra. Ủa, người này là ai mà sao nằm trơ ra? Dạ thưa, đây là người chết. Chết là gì? Chết là khi hết hơi thở. Khi mạng
hết hơi thở như là ngọn đèn hết dầu, tim cạn. Dạ thưa Thái tử, ai rồi cũng chết, chính Thái tử đây cũng sẽ chết. Ba cửa thành, đến cửa thứ tư gặp một cái người sa môn. Đây là ai? Dạ thưa, đây là sa môn. Sa môn là gì? Sa môn là một người sống cuộc đời phạm hạnh bình thường, để đem, không có bị những cái ràng buộc bình thường, để làm gì? Để mong tìm được cái ánh sáng cho đời mình. Cho nên thưa đại chúng, cái chữ sa môn á là cái danh từ chung để chỉ cho các người tu phạm hạnh vậy thôi. Từ thời trước Phật là đã có từ sa môn rồi. Và sau này trong Phật giáo chúng ta cũng dùng chữ sa môn để chỉ cho các thầy tu, một người tu bình thường. Một người tu bình thường, ai mà sống một cuộc đời tỉnh tu đều gọi là sa môn hết. Cho nên chữ sa môn là chữ khiêm cung để sử dụng. Một danh từ khiêm cung, nói tôi là một thầy tu, một người tu thôi, sa môn. Cho nên sau này Phật cũng nói sa môn. Và thời Phật các vị đó cũng gọi Phật là sa môn. Sa môn là âm từ tiếng Phạn. Sau khi mà Thái tử thấy cái hình tướng của người đó rồi, ngài nuôi cái hình ảnh đó. Ở đây có ai nuôi cái hình ảnh người tu không? Muốn ngày nào mình được đi xuất gia không? Có không? Chắc lúc mình chán đời ha. Tôi biết vậy, tôi tu cho rồi. Nhưng mà khi nào mà đời hết chán, đời không chán mình, cái là mình thương đời trở lại. Còn khi nào mà cuộc đời này đủ thứ nó chán đời, mình chán đời mà bữa nào đời thương mình lại hết chán đời. Thì thưa đại chúng, cho nên mình nói cái chữ xuất gia là vậy, rời khỏi. Nhưng mà tại sao Thái tử lại đi tu nửa đêm khuya mà không đi tu ban ngày? Ban ngày đi sướng hơn không? Nếu nói theo lịch sử, ngày đi lén mà, đi lén là sao dám đi ban ngày được, ban đêm đi mới yên tĩnh chứ. Đó là mình nói theo cái sự kiện, là vì ngài không được người ta, vua cha ủng hộ, cho nên ngài phải đi trong đêm tối. Còn nếu mà nói về cái ý, cái lý đạo á, thì ban đêm là tượng trưng cho mê mờ tâm tối. Rời khỏi ban đêm nghĩa là chúng ta mong vượt khỏi cái mê mờ tâm tối. Khi mà tâm thức chúng ta sống trong mê lầm thì là tượng trưng cho tối tâm. Cho nên người nào mà không hiểu biết gì, nó trời sao tối tâm quá, tôi không biết gì hết trơn, thì tối tâm là tượng trưng cho cái mù mờ. Vậy thì người đi tu là người muốn vượt cái mù mờ đó, cho nên đi ban đêm. Nếu đứng trên phương diện lịch sử thì ngài phải đi đêm thôi, tại vì ngài đi lén. Giống như ngài Huyền Trang hồi xưa mà đi từ Trung Quốc mà qua Ấn Độ thỉnh kinh, ngài đâu có đi ban ngày được, đi ban đêm không à. Còn quý vị đừng có dựa theo cuộc đời ngài Huyền Trang theo Tây Du Ký nha. Khi coi phim Tây Du Ký rồi ngài kết huynh đệ với vua Đường, lúc mà tiễn chân người vua Đường còn bóc miếng đất bỏ vô ly rượu, này ngự đệ uống rượu này để khi đi tới đất nước xa lạ cũng còn nhớ đất nước Đại Đường nghe. Đó là chuyện hư cấu, đó là tiểu thuyết. Còn cái chuyện thật sự là ngài không có được cấp passport để đi, ngài không có được cấp visa, là lý do là vì thời đó các nước họ không có hợp với nhau. Họ đâu có thể nào cho một người này qua đất nước kia được, họ sợ làm mật thám sao. Cho nên vua Đường cũng đâu có chấp nhận cho ngài đi. Và cuối cùng ban đêm là ngài lẻn đi, ban ngày là ngài núp vô bụi cây, những cái chỗ nào khuất ngài núp ở trong đó chờ ban đêm rồi ngài mới lén đi. Còn ban ngày là không dám, tại vì tất cả những cửa ải đều có người canh giữ hết. Nếu quý vị nào có thời gian, quý vị đọc cái quyển gọi là Đường Tam Tạng của ông Võ Đình Cường, hoặc là quyển Đại Đường Tây Vực Ký, thì ngài quý vị sẽ hiểu được cái đoạn đường của ngài Huyền Trang. Còn cái chuyện Tây Du Ký là hoàn toàn tất cả chi tiết trong đó hư cấu hết, nhân vật trong đó hư cấu hết. Chỉ một người có thật trong lịch sử, đó là ngài Huyền Trang. Nhưng người ta đã lấy nhân vật của ngài Huyền Trang để người ta dựng một câu chuyện lên để kiên chở một đạo lý, một vấn đề trong cuộc sống mà người ta không thể nói trực tiếp được. Người ta phải lấy chuyện, lấy thơ văn để diễn đạt. Người xưa là vậy đó.
Người xưa là muốn nói cái gì trong tâm của mình không có nói được, phải mượn thơ, mượn văn chương, mượn câu chuyện, mượn những điển tích để nói lên nỗi lòng của mình, chứ không có trực giảng như mình bây giờ đâu. Thí dụ người ta thương, người ta cũng không dám nói thẳng nữa. I love you, please be mine. Ta đâu có nói thẳng được trực vậy. Ta nói lén lén để dò ý thôi. Cái người kia có gì với mình không? Như này, cho nên gọi là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Gặp thì e thẹn lắm mà trong lòng đã muốn rồi. Xưa là vậy. Cho nên ông Ngô Thừa Ân á, ông sống trong một cái thời phong kiến đó, mà người phong kiến thì không thể nói những tiếng nói của mình lên với vua chúa được. Cho nên mới nói, nó mới dựng lên một nhân vật Tề Thiên. Để làm gì? Chữ Tề là bằng, nghĩa là mình muốn đưa, mình muốn bằng trời, nghĩa là dân chủ. Nhưng mà thời xưa là phong kiến, không nói được. Cho nên cái tâm trí tôi muốn, tôi bằng với ông trời. Ông trời là tượng trưng cho vua. Bây giờ là mình không thích ông tổng thống gì, mình cũng có thể mình phê bình, mình lên mạng mình phê bình, mình thậm chí hình ảnh còn đem ra dựng những cái tiếu lâm đồ chơi vô, chứ hồi xưa dám. Trảm, tru di cửu tộc, tam tộc là ít, tội nặng là phải chém đầu tới 9 đời lận, ví dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng, đi xuất gia không phải là một người yếm thế chán đời, mà là một người rất tích cực cho đời. Người muốn đem cuộc sống của mình, đời của mình dâng hiến cho đại chúng, cho tất cả mọi người. Mà bởi vì Thái tử Sĩ Đạt Ta đã làm như thế, cho nên bây giờ mình mới có một cái gọi là đạo Phật. Mình cũng mới có một con người chúng ta gọi là Đức Phật. Mà Đức Phật là người tỉnh thức, người giác ngộ. Thì thật sự ra thời Phật không có ai làm lễ kỷ niệm ngày Phật xuất gia hết trơn á. Chỉ có thể sau này mình là hàng đệ tử, mình nhớ tới cái ngày này thì chúng ta kỷ niệm thôi. Và trong Phật giáo Việt Nam chúng ta đã có một bài tụng dành riêng cho cái lễ này. Và thưa đại chúng, đây là một bài tụng đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, chứ không phải dịch từ những cái bản tiếng Hán, tiếng Tàu, mà riêng chư tổ hay là các vị ở Phật giáo Việt Nam chúng ta đã viết cái bài này lên để kỷ niệm. Và chúng ta có những bài đặc thù của Phật giáo Việt Nam dành cho các ngày lễ của Đức Phật. Thí dụ lễ khánh đản, lễ thành đạo, lễ xuất gia, lễ niết bàn. 4 ngày lễ này chúng ta có 4 bài sám hoàn toàn do người Việt chúng ta viết ra để kỷ niệm ngài. Bây giờ quý vị nào có cái bài đó ở trước mặt trong cái quyển nghi thức tụng niệm hồi nãy chúng ta vừa tụng đó, quý vị mở trang 345. Cái bài này có bài, có cái tựa là bài tụng lễ xuất gia, nhưng ở đây không có ghi cái tựa đó, trong cái quyển này không ghi, nhưng mà thật sự ra là cái bài này có tựa là bài tụng lễ xuất gia. Bây giờ bắt đầu. Kính lại Bồ Tát Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa là tên của Đức Phật nha. Quý vị nhớ là khi ngài chưa thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, còn là một thái tử, tên của ngài là Tất Đạt Đa. Và ngài thuộc dòng họ Gotama, cho nên chúng ta thường gọi ngài là Gotama Siddhartha. Và chữ Tất Đạt Đa là phiên âm từ tiếng Phạn là Siddhartha. Có chỗ phiên âm là Sĩ Đạt Ta, có chỗ phiên âm là Tất Đạt Đa, chữ nào cũng được hết. Và cái nghĩa của cái chữ này là người thành đạt được những ước nguyện của mình. Sĩ Đạt Ta nghĩa là thành đạt được những ước nguyện của mình. Mà tại sao gọi ngài là Bồ Tát? Bởi vì trong Phật giáo, người nào làm được những việc phi thường mà làm công việc đó vì giúp ích cho mọi người, tất cả việc làm đó đều là Bồ Tát hết. Ví dụ mỗi chủ nhật mình tới chùa, mình tụng kinh, mình ăn cơm, những người mà dưới bếp á, đầu tắt mặt tối nấu cho mình ăn đó là Bồ Tát thường nấu ăn. Có những người đứng rửa chén từ 10 giờ sáng rửa cho tới 3 giờ chiều, đó là Bồ Tát rửa chén.
Có những người chiều chủ nhật gom từng chiếc giày chiếc dép mà của Phật tử về đây mà rải tứ tung, người ta lượm từng chiếc dép đó, người ta cất lên trên kệ đó là Bồ Tát thường lượm dép. Mình tới chùa xong rồi mình ăn xin găm, mình nhét chỗ này, mình bỏ ly nước chỗ kia, chiều chủ nhật là phải có người đi lơ gom lượm, là Bồ Tát thường lượm rác. Tại mình cũng phải nhờ những Bồ Tát thường xả rác. Cho nên những người nào mà người ta làm cái việc mà không ai làm được, tại sao cái đôi dép của mình mang rồi mình không cất lên được, mà người ta không hề mang mà người ta lại làm. Có những người người ta không hề dùng cái toilet public công cộng ở dưới lầu, mà chủ nhật nào 6 giờ chiều là có mặt chùi cầu, chùi bếp, lau nhà. Chủ nhật nào mấy chục năm nay không có mặt những ngày lễ, mà chiều chủ nhật là lên đây chùi cầu, chùi bếp. Đó là Bồ Tát thường lau nhà. Mình ăn xong rồi mình rửa, đó là bình thường. Còn người ta không xài, người ta không dùng tới, mà người ta sẵn sàng làm cho người khác, đó là phi thường. Còn mình ăn mà mình dục tùm lum là tầm thường. Chứ Bồ Tát là những người như vậy đó. Chữ Bồ Tát là gì? Sống vì người khác. Kính lại Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, tánh đức từ bi hằng biểu lộ. Biểu lộ tới mình làm lộ cái tánh đức từ bi đó ra. Có một hôm mà Ngài, có một người bà con của Ngài bắn một con chim, bắn một con ngỗng. Ngài thấy con ngỗng đó nó bị thương, Ngài tới Ngài ôm nó lên. Đề Bà Đạt Đa đến đòi con ngỗng nó lại. Nói con ngỗng này của tôi. Ngài cãi lại, Ngài nói nó bay ở trên trời, nó không thuộc về ai. Đề Bà Đạt Đa, nếu như vậy tôi đã bắn được nó thì nó là của tôi. Sĩ Đạt Ta nói ai thương nó thì nó sẽ về người đó. Không tin, bây giờ ông hỏi đi. Bây giờ nó muốn ở, bây giờ đây cái người này kế bên đây, nó bay qua hay nó ở trong lòng tôi? Cho nên cái người sống mà người ta có cái lòng từ, nó biểu lộ tánh đức từ bi hằng biểu lộ, trải bao cuộc du hành mục đổ. Trong này ghi trật nha, trong này đánh máy sai. Trải bao cuộc du hành mục, mục là con mắt, đổ là thấy, chứ không không có chữ mục đổ. Mục đổ không có nghĩa gì hết đó. Trải bao cuộc du hành mục đổ, tức là ý nói đến cái cảnh Thái tử Sĩ Đạt Ta dạo bốn cửa thành, chính mắt mình thấy. Chính mắt mình thấy cảnh sanh, già, bệnh, chết. Cho nên nói trải bao cuộc du hành mục đổ. Mai mốt ai tụng cái bài này nhớ tụng tới đây là tụng mục đổ, là con mắt mình thấy, chữ đổ là thấy. Xót sinh linh kiếp số trầm luân, xót thương cho đời sống con người. Chữ trầm là chìm, chữ luân là xoay vần. Trầm luân là vậy thôi. Thí dụ như mình hồi nào giờ chưa ghiền thuốc là đâu có trầm luân đâu. Lỡ ghiền rồi không có nói chịu không nổi, trời lạnh mấy chục độ, mặc áo lạnh vô đứng ngoài hít dài hơi rồi vô trầm luân đó. Thí dụ vậy, không có nói tội lỗi gì hết nha. Đây là mình nói cái thực trạng vậy đó. Cảnh sinh già bệnh chết trầm luân, luống chịu khổ không ngừng gây khổ. Câu này rất là hay. Mình sống ở trong cảnh khổ nhưng mình không ngừng gây khổ cho nhau, đúng không? Mình không ngừng gây khổ cho nhau. Có những người, người ta Pháp Hòa ví dụ như mình, cuộc sống mình vốn đã khổ rồi, còn gây hấn với nhau, hiềm khích với nhau. Còn nếu mà nói trên con người mình đây, Phật gọi khổ là gì không? Cái này gọi là khổ khổ nè. Khổ khổ là gì? Khổ thân, khổ tâm, gọi là khổ khổ. Trong nhà Phật định nghĩa khổ, nó có ba loại khổ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Khi mà nó đang luân lưu vậy mình cũng khổ nữa. Nay vậy mai khác. Rồi mai mốt nó không còn gì nữa, nó hoại, tức là nó cái giờ phút mà nó tan biến mình cũng khổ.
Thí dụ em mình tin mình ha, lúc có tuyết khổ không? Khổ, xúc muốn chết. Rồi bây giờ sắp sửa trời ấm này khổ không? Khổ, dơ muốn chết. Mới rửa xe rồi là dơ. Bây giờ tới cái tháng 3, tháng 4, tháng 5 là ở em mình tin mình là xe nào cũng một màu thôi, là màu sình. Không? Đó là khổ khổ. Luống không, luống chịu khổ không ngừng gây khổ. Tết nó tan là hoại đó. Rồi trong khi mà trời trơn là phải rải muối, mà muối nó văng lên xe thì mau xét. Rồi mình đi vô trong xe mà mình mang cả một cái đôi giày tuyết vô, tới hồi mình mở sưởi nó tan tuyết ra thì cái chất ẩm nó trong xe, và nó ẩm trong xe rồi mình cứ mở sưởi nó bốc cái mùi nước ở trên cái thảm xe. Vô xe lúc nào cũng có cái mùi ẩm ẩm. Khổ khổ, khổ khổ là khổ thân khổ tâm. Quý vị có đồng ý khổ thân khổ tâm không? Đó, bây giờ mình đang, cả thế giới đang khổ tâm nè. Không biết cái con vi trùng COVID-19 này chừng nào nó mới hết, và chừng nào chúng ta mới có thuốc. Và bây giờ người ta còn đang dự trù rằng có thể là đến lúc mà phải đi mua sắm thức ăn để dành đó. Các cơ quan, các trường học, các chỗ công cộng có thể phải đóng cửa. Rồi mỗi nhà là phải dự trữ thức ăn để có thể là bảo hộ cái bệnh tật cho mình. Rồi ở bên Việt Nam là người ta mang cái khẩu trang đó, người ta đâu có biết vệ sinh chung, người ta vứt vô thùng rác đâu, vứt đầy đường đầy xá. Bây giờ Việt Nam là mấy người mà đi hốt rác họ nói là cái khẩu trang rác bây giờ gấp 10 lần ngày thường. Ngày thường đã xài khẩu trang vứt đi rồi, bây giờ vứt tùm lum hết mà không có biết giữ gìn vệ sinh chung. Bình thường là đã rác đầy rồi, bữa nay lại thêm cái số rác của khẩu trang nữa. Quý vị thấy không? Đó là khổ khổ. Khổ thân, khổ tâm. Khổ cái này chưa hết, cái khổ kia nó chồng chất. Mình bình thường đây còn muốn chết rồi, giờ thêm cái ông virus này nữa. Luống chịu khổ không ngừng gây khổ. Vì sao? Vì mê chấp tánh tham si tật đố. Tham là mình biết rồi, si là mê lầm, tật đố là ganh tị. Cái sở dĩ con người mình khổ là tại vì mình không biết rõ được cái mặt thật của các việc thôi. Còn mình rõ rồi thì mình giảm khổ dữ lắm. Nếu mà nói hết khổ thì hơi nhiều, chứ nói giảm khổ là đỡ. Ví dụ đi, mình biết có thân là có bệnh, cho nên lỡ nó có bệnh mình nhận nó dễ dàng, chứ không có bứt tóc đấm ngực gì hết trơn. Người đời còn tóc bứt chứ tu rồi, tới hồi nghe bệnh tóc đâu nữa bứt. Ta kêu bứt tóc đấm ngực. Mê chấp tánh tham si tật đố, mãi cùng nhau vầy ổ oan gia. Tức là chúng ta cứ gây hấn rồi để cho thành những cái oán thù với nhau. Nợ tuần hoàn vay trả không xa. Chữ tuần hoàn là như nãy bà nói vậy đó, cứ lòng vòng mộng hết. Ở trong chuyện có kể câu chuyện về si mê á. Có cái thằng nhỏ đó, ông nội nó biểu á, đi ra chợ đưa cho nó hai cái chén với hai đồng. Biểu nó mua một đồng tương, một đồng giấm. Nó mới chạy vô, nó hỏi ông nội chén nào đựng giấm và chén nào đựng mắm. Ông mới nói mày cầm hai cái chén không thì chén nào đựng không được, bắt cái chi mày phải hỏi. À, nó đi đoạn cái nó quay vô, nó nói ông nội vậy thì đồng nào mua mắm và đồng nào mua giấm. Ông nói trời đất ơi, có hai đồng bạc mày trả đồng nào cũng được, sao mày ngu dữ vậy. Hỏi hai cái chén, hỏi hai đồng. Ông hỏi xong ông tức cái mình, ông đánh nó. Thì ông nội mà đánh thằng cháu, thì ba nó vô, ai cho ông đánh con tôi, ông đánh con tôi, tôi đánh con ông. Ông già tự đánh, vì ba nó là con của ông nội. À, thì ông già ông nói ai cho ông đánh con tôi, tôi đánh con ông. Thì ông già, ông ba nó tự đánh ông. Thì ông già, ông nội á, ông nghe vậy, mày đánh con mày, tao đánh thằng cha mày. Ông tự đánh ông. Thì cái câu chuyện đó để nói lên cái sự gì? Vô minh, si mê. Mình không có, mình mê lầm, mình không thấy rõ. Nợ tuần hoàn vay trả không xa. Và quý vị thấy là mình coi phim tàu ấy, bị đánh sắp chết rồi, trôi chết rồi, thôi con ơi, con ráng sống cuộc đời đạo đức nha, ít lắm. Con nhớ trả thù cho cha rồi tắt hơi. Trời ơi, thằng nhỏ này nó lãnh một sứ mạng
suốt cuộc đời nó, nó phải tìm mọi cách, nó len lỏi vô trong cái nhóm đó, tìm mọi cách để hại cái người kia, cuối cùng nó yêu người con của kẻ thù. Trời ơi, oan trái quá. Nợ tuần hoàn, hoàn vay trả không xa. Trong sáu đạo trùng phùng quanh quẩn. Sáu đạo á, tiếng Hán gọi là lục đạo. Lục đạo này là gì? Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta cứ phải luân chuyển trong sáu đường. Thưa đại chúng, cõi trời là cõi cao ha. Cõi Atula là thấp hơn mình. À xin lỗi, thấp hơn cõi trời, nhưng mà hơn cõi người. Thì cái cõi này phước báo không bằng cõi trời, nhưng mà hơn cõi người. Và phước báo của cõi này á là không bao giờ họ hưởng được cái gì. Họ có phước lắm, nhưng mà không bao giờ hưởng trọn. Thí dụ họ đang ăn cơm, nửa bữa cơm thôi là cơm của họ biến thành đất cát hết. Họ đang uống nước ngon, nửa chừng thôi là nước này nó biến thành đất cát hết. Vì sao? Vì cái nghiệp của họ là đang vui vẻ tự nhiên lên cơn tức giận. Và cái nghiệp của cõi đó là do con người thường tức giận, nóng nảy, sanh về cõi Atula. Ví dụ như họ vẫn có, họ rất là tốt, nhưng mà có cái bệnh nóng tánh thì vẫn có phước, tốt với người là có phước, nhưng nóng nảy nói những lời thô cọc thì phước đó về cõi Atula. Trong sáu đạo trùng phùng quanh quẩn, Bồ Tát vũ từ tâm lân mẫn. Có chỗ á, có chỗ không có để chữ từ tâm nha. Có chỗ để là Bồ Tát vũ bà tâm lân mẫn. Vậy thì chữ bà này nghĩa là gì? Bà này là tượng trưng cho cái người nữ. Mà ở trong nhà thiền á, hay dùng cái chữ là tâm lão bà. Tâm lão bà là để chỉ cho cái tâm người, thương mọi loài của một người nữ. Thí dụ như các thiền sư thường được nói là ồ, thiền sư này là đúng là tâm của lão bà. Ý nói là lòng từ bi đó. Cho nên cái bài này á, được chuyển chữ lại cho nó dễ hiểu hơn. Bồ Tát vũ từ tâm lân mẫn, quyết hy sinh độ tận hữu tình. Hữu tình là chỉ cho các loài mà có cái tình cảm, có tình cảm, có cảm giác đó, gọi là hữu tình. Đoạn ái ân phú quý riêng mình. Đoạn ái ân là gì? Tức là cái cảnh gia đình của ngài đó. Quý vị nhớ ha, Thái tử Sĩ Đạt Ta là đi tu năm ngày 29 tuổi nha. Ngài đi xuất gia năm ngày 29 tuổi. Và ngài là một thái tử có vợ, có con. Vợ ngài tên là Gia Du Đà La. Con của ngài tên là La Hầu La. Thật ra là ngài có hai người con, một người nam, một người nữ. Nhưng người nữ được ít nhắc tới, đa phần là nhắc người nam. Đoạn ái ân phú quý riêng mình, tức là cắt đi cái sự ân ái phú quý của riêng mình, chọn đường sống quang minh vô trụ. Đấy, chữ vô trụ là gì? Vô trụ là không còn dính mắc. Chữ vô là không, trụ là bám dính. Thí dụ mình có cái gì mình dính cái đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, trong giới người tu á, nó cũng có hai cách thực hiện. Có những vị có chùa làm trụ trì, nhưng mà có những vị người ta không chấp nhận làm trụ trì, người ta sống một cuộc đời du tăng. Du tăng là gì? Rày đây mai đó, đi hành cước khắp mọi nơi. Đến thành phố nào gõ cửa chùa, dạ tôi là du tăng gì đó, đến thành phố này xin tá túc mấy ngày. Thí dụ vậy đó, xin cho rồi đi trên đường, không có gì cất hết, đi khất thực. Có bữa nào ăn hết bữa đó rồi, ngày mai đi khất thực tiếp. Đó, chọn đường sống quang minh vô trụ, tức là không có dính mắc. Còn nếu mà nói trong cái sâu sắc là gì? Không dính mắc giữa sanh tử và niết bàn. Sanh tử là tượng trưng cho khổ, niết bàn là tượng trưng cho cái vui. Người tu là không có trụ khổ, trụ vui gì hết. Cảnh nào cũng là bình thường. Cùng chọn đường sống quang vinh vô trụ, tìm hạnh phúc lâu dài đầy đủ, cùng quần sinh hưởng thú yên lành. Gặp tuần trăng tỏ lúc đêm thanh, rời cung cấm băng thành tìm đạo. Đó, hồi nãy Pháp Hòa kể đó, ngài dựng sa nạc dậy nửa đêm, sa nạc đó. Hiếu tình đạt ra ngoài quyền sáo. Chữ quyền sáo tức là ý nói là
những cái tình, những cái lề lối bình thường của thế gian. Ví dụ như lớn lên phải chăm sóc cha mẹ, nói chung là sống một cuộc đời theo cái kiểu mà xưa giờ người ta quy định vậy đó. Giống như Việt Nam mình có cái bài trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con vậy đó. Cứ đi theo cái sự như vậy đó. Mấy ông thầy bói, ông bói cũng nói vậy đó. Số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, sanh con đầu lòng, trắng gái thì trai. Trời, thầy bói hay ghê ha. Số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo đầy nhà. Thầy bói là phải thuộc bài đó nghe, để coi ai cũng căn bản đó, rồi chuyện đó khác tính sao. Hiếu tình đặt ra ngoài quyền sáo, tức là không, mình thương thương gia đình nhưng không đi theo cái lề lối đó nữa. Quý vị thấy không? Ví dụ như thông thường là mình phải ở nhà để lo cho cha mẹ. Cha mẹ sống thì mình lo, cha mẹ chết thì mình thờ, đó là quyền sáo. Nhưng người tu đặt cái chuyện đó ra ngoài cái quyền sáo để làm gì? Cha mẹ chưa cần mình, bây giờ mình lo chuyện lớn trước, mình lo chuyện lý tưởng độ người của mình trước. Cho nên á, người nào mà thương cha mẹ, chỉ cho cha mẹ ăn cơm đó, chỗ ở đó là tiểu hiếu. Tiểu hiếu thôi. Mình còn khi nào mình khuyên được cha mẹ sống cuộc đời thiền hiền lương đạo đức là trung hiếu. Còn mình đi xuất gia đó, mình độ không phải gia đình cha mẹ mình mà độ vô lượng người, tại vì họ cũng là bà con quyến thuộc của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, đó là đại hiếu. Cho nên người con nào mà thấy cha mẹ làm sai phải khuyên lơn, phải rồi hằng thấy cha mẹ già rồi hay lo chuyện không cần thiết, khuyên: má ơi, má đừng có lo mấy chuyện đó nữa, tụi con lớn rồi, bây giờ má lo, má tịnh tâm, má niệm Phật đi, thường mở kinh cho má nghe. Trời ơi, ba cái cải lương bên cầu dệt lụa, lấy chồng xứ lạ coi mấy chục năm rồi, giờ qua đây là xứ Tây rồi. Giảm mấy cái đó đi để cho cái tâm tư mình nó rỗng rang, chuẩn bị ngày về trển. Chứ còn mấy cái đó nó đắm đuối, nó đắm nhiễm, nó làm cho mình cứ lân quẩn mà sắp chết rồi, thanh sang đâu rồi, mở cho má nghe. Ví dụ vậy. Hiếu tình đặt ra ngoài quyền sáo, mở lòng thương cao cả bao la, chiết thân vui bạn với yên hà. Chữ yên là, chữ yên nghĩa là khói. Chữ yên nghĩa là khói. Ý muốn nói là cuộc đời mình bây giờ sống một cuộc đời thảnh thơi nhẹ nhàng, gọi là yên hà. Nói một cách khác là xa cái chốn phồn hoa đô hội. Chiết thân vui bạn với yên hà, theo tiếng gọi lòng từ thôi thúc, lên yên ngựa cùng tôi xa nạc. Chữ tôi này là người làm, bày tôi á, không, xa nạc là tên của cái người đó. Và thưa đại chúng nhớ là cái người mà thân cận Đức Phật Thích Ca từ khi ngài còn trẻ là một thái tử chính là cái người hầu xa nạc này. Và sau này ông xa nạc này cũng đi xuất gia với Đức Phật, nhưng ông có một cái lỗi. Cái lỗi của ông là ỷ mình là cái người thân cận với thái tử trước khi ngài đi tu, cho nên ông đi vào chùa ông tu, ông vào tăng đoàn ông tu, nhưng tâm tánh rất kỳ cục, nhất là cái tâm ngạo mạn, cái tâm mà ỷ lại rất là lớn. Và cuối cùng ông kết hợp với một nhóm 6 người chuyên môn làm những điều sai quấy trong tăng đoàn, trong tăng đoàn. Và cái nhóm này được gọi là lục quần tỳ kheo, có ông Sa Nạc ở trong. Và cuối cùng á, Sa Nạc cũng hối hận biết lỗi và phục thiện trở lại. Nhưng trong thời gian ông vô chùa tu, cả tăng đoàn khổ với ông. Ông kết bè thành một nhóm mà chuyên môn làm sai quấy trong tăng đoàn. Lên yên ngựa cùng tôi Sa Nạc, lướt bụi hồng hướng nẻo rừng xanh, non sông gấm vóc thiên thành, cỏ hoa hớn hở bao quanh đón chào,
Anoma sóng vỗ dạt dào. Anoma là gì biết không? Là tên của cái dòng suối mà nơi Đức Phật Thái tử Siddhartha đã dừng chân bên cái dòng suối đó để cắt tóc. Dòng sông đó tên là Anoma. À, trong gia đình Phật tử nó có cái bài hát á. Dòng Anoma sóng nhấp nhô bờ lau xanh, nhìn làng nước biết thích cả ngày lòng vương bền. Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng, ta đã quyết tìm đào sang cứu chúng sanh. Anoma đến nay chúng sanh thương nhắc hoài, noi gương từ bi nguyện theo đức từ bi. Đó là cái bài hát đó là để hát lên cái khúc mà Thái tử xuất gia. Anoma sóng vỗ dạt dào, Hy Mã Lạp tuyết ngời lóng lánh. Hy Mã Lạp Sơn, tên của một cái rạng núi, nơi đánh dấu bước đường lên thánh. Đại chúng nhớ nha, thánh với phàm là hai cõi nó khác. Và cái người mà sống theo thường tình là phàm, cho nên mình ví dụ như kẻ phàm thừa, kẻ phàm tình, tức là cái lệ thường của con người. Thí dụ như nói nè, dẫu biết rằng đời có tử sanh, nhưng khi mất người phàm tình sao khỏi lệ. Tức là mình biết rõ là chuyện tử sanh, nhưng đó là chuyện phàm tình, thà là tử biệt chứ ai nỡ sanh ly. Ví dụ vậy, cho nên cái chuyện buồn thương một cái người mất đó là chuyện rất bình thường, không có gì tội lỗi cả. Người tu mà sống chung với nhau mấy chục năm mà chết mà còn tiếc thương. Quý vị nhớ là Ngài A Nan nha, khi mà Đức Phật tuyên bố là Phật sẽ mất, Ngài A Nan khóc nức nở, khóc đến xỉu luôn, khóc đến xỉu luôn. Rồi đại chúng phải dựng A Nan vậy, rồi Đức Phật mới nói A Nan phải biết rằng đời có sanh tử vậy. Nhưng mà tại vì sao? Ngài A Nan là biểu tượng cho tâm một con người bình thường. Cho nên bây giờ á, mình bỏ cái bình thường để mình đi về cái chỗ chứng ngộ. Nơi bước đánh dấu bước đường lên thánh, dừng vó câu thả gánh tan bồng. Vó câu là gì? Dấu chân ngựa phải không? À, dừng vó câu thả gánh tan bồng. Ở trong truyện Kiều nó có câu á. Đoạn trường thay lúc phân kỳ, vó câu khắp khển bánh xe gập ghềnh. Diễn đạt lại cái lúc mà Mã Giám Sinh mang xe tới để mà rước Kiều đi. Nhưng mà thưa đại chúng, nội cái câu đó thôi, nội một cái câu đó thôi là nói lên cuộc đời của Kiều sẽ như thế nào qua một câu thơ đó. Đoạn trường thai lúc phân kỳ, vó câu khắp khển gập ghềnh, bánh xe gập ghềnh, đi mà không thẳng, gập ghềnh. Nhiều đó thôi là nói cuộc đời cô sẽ đi vào một cái con đường mà không bằng phẳng, mà đúng y Mã Giám Sinh mang cô đến bán cho Lầu Xanh. Cho nên truyện Kiều với cái nhìn của Phật giáo, từng câu tiết, từng tình tiết trong đó, từng câu chữ trong đó, từng nhân vật trong đó, với cái nhìn của Phật giáo là một bài học cho đời người. Dừng vó câu thả gánh tan bồng. Thế nào gọi là tan bồng? Chữ tan bồng là mình nói tắt từ bốn chữ là tan hồ bồng thủy. Chữ tan là cây dâu, hồ là cây cung, cây cung làm bằng cây dâu, và cái mũi tên được làm bằng cỏ bồng. Cái mũi tên được làm bằng cỏ bồng thì đây là một bộ cung tên. Và cái cung á, được làm bằng cái dâu gọi là cây tan. Bồng thủy, bồng là cái cỏ bồng. Cỏ bồng này nhẹ làm cái mũi tên. Thì theo như lệ của người Trung Hoa ngày xưa đó, nhà nào mà sanh được một đứa con trai thì lấy cây cung này bắn lên 6 chỗ, đông, tây, nam, bắc, trên và dưới, để chỉ rằng nhà này đã sinh được 10 người con trai, và chúc nguyện cho người con trai này lớn lên có một cái chí hướng cao cả, làm nên sự nghiệp lớn. Cho nên thường người nào mà ta có cái ý chí
gọi là lớn thì gọi là gì? Chí tan bồng. Phải vậy không? Đức Phật mình cũng có chí tan bồng, nhưng mà không phải chí muốn lập một cái công ty, mà lập một cuộc đời tịnh tu giải thoát. Chí tan bồng là để dùng cho thỏa mãn, tự do trong mọi cái hành động nhằm thực hiện được cái chí lớn của mình. Cho nên trong này nói: dừng vó câu thả gánh tan bồng, gửi lời thề gửi lời về, tâu trước bệ rồng. Trong sử kể là thái tử cởi, sau khi cắt tóc rồi, đưa mớ tóc lại cho Sa Nạc Cầm, cởi dây áo, cởi cẩm bào, đưa cho Sa Nạc về tâu với vua: ta đã đi tu rồi. Cầu vương phụ giải lòng trong đợi, thôi vương phụ đừng có đợi nữa, hãy giải tỏa đi, đừng có chờ con về, con sẽ không về đâu. Ví dụ như thấy ông vua nói: trời ơi, tu được bao lâu để rồi coi nha, khổ rồi quay về cho coi. Hay là ông nói sẽ có ngày thái tử sẽ trở về khi thấy đạo. Cho nên ngày đó là nguyện của ngài. Ở trong cái quyển Đời Sống Đức Từ Phụ á, Đời Sống Đức Từ Phụ có viết cái đoạn đó. Thái tử kêu Sa Nặc dậy: Sa Nặc, trời tối chúng sanh còn say ngủ, giờ này thái tử định đi đâu? Sa Nặc hỏi thái tử vậy. Thái tử đáp lại: chính vì người ngủ nên ta thức để tìm ra ánh đạo màu. Ta hẹn ngày về khi thấy đạo, giải thoát nhân sinh khỏi khổ sầu. Cho nên ta hẹn ngày về khi thấy đạo. Ngày nào mà không thấy đạo, không tìm được con đường, ta không quay về. Cho nên vương phụ hãy giải lòng trong đời, rừng khổ hạnh lần dò bước tới. Ngài nghe đồn ở trong cái rừng đó có mấy ông đạo sĩ đang tu, ngài đi tìm tới cái chỗ đó. Xét nhân hành lầm lỗi nhiều phương, bởi người chưa rõ lý chân thường, hành kỳ đặc hồi đầu vô ích. Hạnh kỳ đặc là hạnh gì? Toàn là những cái hạnh tu kỳ đặc là sao biết không? Có người á, ta tu khổ hạnh là do cách này nè. Người ta treo cái chân người ta lên cái cây, chổng đầu xuống. Có người lấy gai á, chà lên người cho nó chảy máu. Có người co một chân. Tất cả những cái cách tu khổ hạnh đó chỉ nhằm mục đích lấy điểm với ở trên, để ở trển thấy mình có phước. Cho nên những cái hạnh đó gọi là hạnh kỳ đặc, mà thái tử đã đi theo tu với các vị này, cuối cùng ngài không tìm được cái gì hết, ngài không thấy được cái lợi ích gì của sự khổ hạnh hết. Thậm chí quý vị nhớ là ngài tu mà ngài thấy rằng hành thân ép sát cũng chẳng có lợi gì hết. Này, hạnh kỳ đặc hồi đầu vô ích, tạm dời gót trên đường điểu tích. Điểu tích tức là nhìn theo cái bóng chim. Ý muốn nói là đi theo đường thẳng, đi theo một con đường thẳng để làm gì? Tìm tận nơi tịch mịch thiên nhiên. Tức là ngài rời bỏ chỗ đó, ngài đi tìm cái nơi mà tu khổ hạnh. Trọn 6 năm núi tuyết tham thiền, kham chịu cảnh màn trời chiếu đất. Bây giờ ai đi về Ấn Độ đó, đến Bodh Gaya, cách cây Bồ Đề của Đức Phật ngồi không xa, có một cái núi, trong đó có một cái hang, là ngày xưa Đức Phật mình đã ngồi trong đó tu. Bây giờ ở cái hang đó, người ta tạo một cái tượng Đức Phật khổ hạnh ngồi trong cái hang đó. Gọi là khổ hạnh mà thiệt, cái chỗ đó dân chúng còn nghèo, nghèo cực kỳ, nghèo không thể tưởng. Quý vị đi tới cái vùng đó là không thấy đất để mà trồng đâu. Sỏi đá khô cằn lắm lần. Đúng là cái chỗ khổ hạnh. Tới bây giờ hơn 2000 năm chỗ đó vẫn khổ như vậy. Mà quý vị là biết là người hành hương đổ về đó một ngày không biết bao nhiêu đoàn. Bố thí phát cho người nghèo không biết bao nhiêu, mà họ vẫn không cải đổi được cái nghèo của họ. Trọn 6 năm núi tuyết tham thiền, kham chịu cảnh màn trời chiếu đất, đầy ba đức cõi lòng chân tịnh. Ba đức là gì? Là trí đức, đoạn đức và ân đức. Người mình tu làm sao ráng có được ba cái đức? Một là trí đức, tức là cái đức của người có trí tuệ, thấy rõ được mọi việc vô thường, cho nên không có dính mắc chấp trước. Vì thấy rõ được vô thường là trí đức, cho nên mới đoạn được tất cả phiền não khổ đau, gọi là đoạn đức.
và đem cái pháp lành giáo hóa cho mọi người, gọi là ân đức, trí đức, đoạn đức, ân đức, được gọi là tam đức. Đầy ba đức cõi lòng chân tịnh, không ngại ngùng thú dữ ma thiên. Công đức vừa đầy đủ nhân duyên, trên pháp tọa bồ đề chứng quả. Sau 6 năm khổ hạnh rồi, Ngài thấy không có kết quả gì hết. Ngài bị xỉu, rồi được một cô thôn nữ tên là Sujata, mình phiên âm là Tu Xà Đề. Cô thôn nữ này đi ngang thấy một đạo sĩ ốm o xỉu đó, cô đỡ lên, cô rót sữa cho thái tử. Thì thái tử tỉnh dậy, thái tử trong lúc ngài mơ mơ vừa tỉnh thì có một cái đoàn hát, đoàn cải lương đi tới. Thì họ đàn lên, họ đàn thì cái dây đàn nó bị đứt, họ mới thay một cái dây đàn khác. Họ lỏng cái dây đàn, đàn nó không kêu. Mà khi nào mà họ căng cái dây đàn vừa chừng thì cái dây đàn kêu rất hay. Và trong khi mà ngài mơ mơ, ngài ngộ ra được một đạo lý. Mình tu giống như lên dây đàn, lỏng quá thì không kêu, căng quá thì đàn đứt. Dây đàn vừa chừng là sẽ có tiếng hay. Cũng như thế, mình khổ hạnh, hành thân ép xác, bệnh hoạn làm sao tu? Mà hưởng thụ sung sướng quá, sung mãn quá làm sao tu? Chỉ có trung bình. Cho nên ngài chọn con đường trung đạo. Từ đó ngài bắt đầu đi khất thực, sáng ôm bình bát đi xin, đủ một bữa ăn, ăn hết bữa đó rồi thôi, không cất, không nhịn đói, cũng không cất giữ, hết bữa nào xong bữa đó. Cho nên gọi là con đường trung đạo. Vì ngài giữ con đường trung đạo cho nên ngài đủ sức khỏe để ngài tham thiền. Trên pháp tọa bồ đề chứng quả, rồi cuối cùng ngài ngồi dưới gốc cây đó, ngài chứng quả. Mà trong nhà Phật, các người nào mà giác ngộ thì gọi là chứng quả bồ đề. Và thưa đại chúng, cái chữ giác ngộ tiếng Hán, tiếng Phạn gọi là bồ đề. Vì vậy cái cây mà thái tử ngồi chứng được cái quả giác ngộ đó được gọi là cây giác ngộ. Nói theo tiếng Phạn là cây bồ đề. Chứ thật tình ở trên đời này không có một cái cây nào tên là cây bồ đề hết. Ví dụ như ngày xưa mà thái tử Sĩ Đạt Ta mà chọn cây xoài ngồi chứng quả đó, thì bây giờ mình sẽ gọi cây xoài là cây bồ đề. Ngày xưa ngài ngồi dưới cây chuối mà ngài thành đạo thì bây giờ mình sẽ gọi cây chuối là cây bồ đề. Bởi vì bồ đề là giác ngộ, vì ngài đạt được cái sự giác ngộ dưới gốc cây đó, cho nên cây đó được kỷ niệm và được gọi là cây bồ đề. Chứ bản thật tình không có cây nào gọi là cây bồ đề hết. Trên pháp tọa bồ đề chứng quả, hóa độ khắp đại thiên nhân hạ, muôn loài đều một dạ ghi ơn. Chúng con nay phát nguyện tu nhân, nhờ tấm gọi từ vân pháp vũ. Bốn chữ nha, từ vân pháp vũ là một cái cụm từ rất hay để nói lên giáo pháp của Phật. Từ vân là gì? Là mây lành. Pháp vũ là mưa pháp. Bởi vì có mây mới có mưa, có mây mới có mưa. Mà mây là tượng trưng cho nhân, mưa là tượng trưng cho quả. Mà trong nhà Phật thường dùng từ vân pháp vũ để nói lên tấm lòng từ bi che khắp và sự giáo hóa không ngừng tuôn giáo pháp như mưa. Mà mưa là không phân biệt, mưa nó không bao giờ nó nói chỗ này tôi thích nè, tôi cho nước nhiều, chỗ nọ tôi không ưa, tôi cho nước ít. Mưa là rơi xuống đều đặn và tùy theo cỏ cây mà thấm nhuần. Giáo pháp của Phật cũng thế, rơi xuống để cho mọi người tùy căn cơ mà thấm nhuần. Ví dụ như trưa hôm nay ngồi đây, người nào mà chưa bao giờ nghe kinh có thể còn đang mơ màng lộng cộng, chưa hiểu Pháp Hòa nói gì. Nhưng mà người nào hiểu lịch sử Đức Phật, hiểu một chút giáo lý là nghe hiểu hết. Và người nào mà hàng thượng căn thượng thừa nữa là ngồi chơi cho ổng vui thôi, chứ mấy này tôi dư hiểu rồi. Thấy không? Đây là thượng căn thượng trí, phải không? Cho nên nhớ nha, sau này quý vị gặp ai mà người đó cho mình một bài pháp hay, nói con cảm ơn thầy hôm nay cho một trận mưa pháp. Mưa pháp là pháp vũ. Còn tâm của người đó, lòng từ của người đó che khắp, đúng là từ vân. Từ vân là mây lành, mây từ bi. Cho nên từ vân là tượng trưng cho tâm, pháp vũ là tượng trưng cho hành động và lời dạy. Nhờ tấm gọi, mình bây giờ là được
che bởi mát bởi lòng từ của Phật, được hiểu biết bởi pháp âm của Phật, nhờ tấm gọi từ vân pháp vũ, trước bảo điện trì kinh niệm Phật. Có chỗ để trước bảo điện trì kinh niệm chú, để cho nó vần với chữ pháp vũ, vũ trụ. Nhưng mà chữ chú ở đây nó không hợp. Trước bảo điện trì kinh niệm Phật. Niệm Phật tức là nhớ Phật đó. Kỷ niệm ngài lịch sử thiêng liêng, cuối sinh Phật Pháp Thánh Hiền Tăng, tượng trưng cho Tam Bảo đó, gia hộ chống tiêu trừ nghiệp chướng. Ngưỡng mộ đấng Pháp Vương vô thượng, nhất tâm đồng kính lễ quy y. Bây giờ trước khi dứt giải thích chỗ Pháp Vương vô thượng. Hết rồi, bài đó hết rồi. Đức Phật là một người nói Pháp cho chúng ta nghe, cho nên chúng ta gọi Phật là Pháp Vương, là ông vua của các Pháp. Và chữ Pháp Vương còn có cái nghĩa sâu nữa nha. Người nào thấu được tất cả các Pháp trên đời này và vượt hết tất cả các Pháp này, người đó gọi là Pháp Vương. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ, mình có thân, cho nên phải chịu cái cảnh gọi là ăn uống mặc nghỉ vệ sinh. Quý vị nhìn lại đời người mình làm có mấy việc thôi nha, suốt cuộc đời mình làm có mấy việc thôi: ăn mặc ngủ ở vệ sinh. Quý vị nghiệm lại coi, đời người mình không có gì, không có thoát khỏi năm cái năm cái việc này đâu: ăn mặc ngủ ở vệ sinh. Vậy thì bây giờ cuộc đời con người nó đã vậy, thì bây giờ mình hiểu nó như vậy, cho nên mình phải làm như vậy mà không có khổ gì hết. Không có ai nói trời tôi khổ quá, đói bụng, ăn sướng thấy mồ, khổ gì. Tới giờ đi ngủ là phải đi ngủ thôi. Các Pháp nó như vậy, chúng ta sống nó như vậy. Cho nên cái người hiểu thấu được các Pháp, thí dụ như có đến thì phải có đi, có trẻ thì phải có già, có khỏe mạnh phải có ốm đau, đó là các Pháp của cuộc đời này. Người thấu rõ các cái Pháp này, cho nên tâm không có bị khổ đau nữa, người đó gọi là Pháp Vương. Hiểu chữ Pháp là gì? Theo như định nghĩa chữ Pháp, chữ Hán ngày xưa định nghĩa hay lắm: nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giả. Này, bây giờ cái ly nha. Đây, đây là nhậm trì tự tánh nè. Đây, nó là cái ly đựng nước để uống. Đây, cái hình dáng nó dày, hình thể nó như vậy. Và vì nó như vậy cho nên nó cho người ta khác, người khác nhìn vô đây, đây là cái ly nước uống. Vì nó hình thành như vậy, nó có mặt như vậy, và người ta nhìn nó như thế này. Rồi ngược lại, đây là bình hoa. Đây, đây là bình hoa để trưng. Nó như vậy, người ta nhận nó như vậy, đó là Pháp. Mọi sự, mọi hiện tượng, sự vật nó có mặt như vậy, mình ghi nhận như vậy, gọi là Pháp. Hiểu ý không? Đó là chữ Pháp, là hiện tượng sự vật. Thí dụ như người nằm cứng đơ, không trả lời, không nhúc nhích gì hết, hiện tượng đó chúng ta gọi là gì? Chết. Còn giờ mờ mờ, ăn không được, nhai trẹo lên trẹo xuống, đi té lên té xuống, hiện tượng đó kêu là già. Già là một Pháp. Thấy cái Pháp già đó, hiểu nó, không khổ, gọi là Pháp Vương. Rồi bây giờ cái người kia chọc người ta ghét, ta đánh gãy răng thì nhận nó gãy răng, biết nó, đây là một Pháp. Đó là chữ Pháp này trên ý nghĩa là hiện tượng sự vật. Còn một cái Pháp nữa mà chúng ta học gọi là Phật Pháp đó. Vậy thì chữ Pháp trong Phật Pháp nghĩa là gì? Là chân lý, là lẽ thật, là sự thật. Chúng ta đang đi chùa hỏi tuần Chủ Nhật, nghe giáo lý là nghe chân lý, nghe lẽ thật. Hiểu sự thật để làm gì? Để mình biết nó sự thật vậy, không có khổ. Ví dụ như uống nước khác thì phải uống, uống xong 2 tiếng sau xả ra, đó là sự thật. Nếu mà xả ra mà khổ, vậy nó không xả ra khổ hơn. Cái Pháp nó vậy mà. Pháp có vô là phải có ra, mà nó không ra là anh khổ. Anh ăn mà nó tiêu hóa tốt là Pháp nó như vậy đó, anh phải nhận nó như vậy là tốt. Còn nó bí, nó đi không được, anh phải kiếm thuốc thì khổ hơn. Vậy thì bây giờ hỏi anh, với cái thông và cái bế, anh muốn cái nào?
Thông cũng pháp mà bế cũng pháp. Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giả, đó là pháp hiện tượng. Và chân lý là như vậy, sự thật là như vậy. Anh đi chùa, anh học chân lý, anh học lẽ thật để anh sống cuộc đời an lành chứ không có để khổ. Vậy thì anh đến với đạo Phật không phải thần bái lại quỳ, đó là phụ, đó là chuyện nhỏ, đó là để bày tỏ lòng biết ơn. Cái chính là anh học chân lý, anh học với cái đấng pháp vương. Người mà thấu đạt được các pháp, vượt được các pháp là pháp vương. Pháp Hòa ví dụ như mình, con mình nó mới học nấu cơm á, nó nói má ơi má, con nấu cơm sống nó khổ, nó không biết làm gì. Nhưng mình biết, thôi không sao con, để má chỉ cho. Lấy đồ đũa xới cơm lên, rưới thêm miếng nước, bấm lửa lại, cơm chín. Lỡ nó nấu cơm sình, không sao con, múc ra đi để dành nấu cháo. Vì mình biết pháp cơm sống và có cách để mà biến cái pháp này thành ra một pháp khác. Vậy thì người biết pháp không có khổ, người không biết pháp khổ, không biết làm gì. Ví dụ vậy, bây giờ mình nói trời ơi tôi thèm ăn bánh ướt quá, mà nửa khuya bánh ướt không có. Hỏi nhà chị có bánh tráng không? Dạ có. Lấy bánh tráng nhúng nước sôi là thành bánh cuốn ăn với chả lụa, có sao đâu. Bắt chi anh phải ăn cái bánh cuốn tráng nước đó. Bánh tráng nhúng, bánh tráng khô nhúng nước ấm, bỏ nó vô dĩa, nó vẫn thành ra một món ăn dư thừa. Người biết pháp, người đã rành rõ pháp, cho nên pháp nào tới có cách đối trị hết, không có gì trở ngại hết. Hiểu ý không? Cho nên hai chữ pháp, một là Phật pháp, là chân lý, là lẽ thật. Và cái nghĩa của chữ pháp thứ hai là sự việc trên đời này, mọi hiện tượng sự việc trên đời này. À, hiểu được như vậy, cho nên mình gọi Phật là đấng pháp vương. Mình gọi nha, Phật không có tự xưng à. Phật không có nói ta đây là đấng pháp vương. Mình xưng Phật, và con kính lễ Ngài là một đấng pháp vương, là người biết tất cả pháp và vượt tất cả pháp. Thôi hôm nay nhân cái ngày lễ Phật xuất gia, Pháp Hòa giải thích cái bài sám này, bởi vì phần lớn chúng ta hàng năm tụng lần và có thể những từ ngữ trong này chúng ta hiểu không hết, thì Pháp Hòa xin giải thích để đại chúng hiểu. Tuần sau ngày Chủ nhật sẽ làm lễ Phật Niết Bàn. Bây giờ Pháp Hòa có mấy cái thông báo. Hôm nay lúc 2 giờ mời đại chúng trở về chánh điện để chúng ta cùng lễ Kinh Dược Sư, để cầu nguyện cho nạn dịch Corona sớm được tiêu trừ. Hiện nay là trên thế giới là đang lây lan rất là nhiều, và người bệnh, người chết cũng tăng chứ không có giảm. Thì chúng ta cũng thấy được cái hiện tình nghiêm trọng. Là một người sống trong cái tâm từ thì chúng ta không thể không gửi cái năng lượng từ bi và sự cầu nguyện của mình đến cho mọi người, trong đó có mình nữa chứ không phải không. Phải không?